Ok, hello game, chào mừng em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì mình sẽ cùng với anh em đến một cái game mới. Nó có tên là Hesper Thought The Stepping Artist. Okay, anh em yên tâm, lần này trước khi đọc tên của cái game này thì mình đã phải lên chi Google dịch. Và mình đã nhờ chị Google Translate. Ok, và mình sẽ continue đi. Chúng ta sẽ bắt đầu chơi game này. Đây là một cái thể loại game mà nó giống như kiểu là nghệ sĩ đường phố không? Nó sẽ là chúng ta sẽ đi vẽ tranh và sau đó đi bán tranh để kiếm sống. Bán tranh chứ không phải là bán thân nhá. Bán thân khác, bán tranh khác. Úi giời, đây đây đây. Đây chính là mình. Mình là một gọi là nghệ sĩ. Nhưng mà cái này háng hơi rộng nhưng mà nghệ sĩ háng rộng, nghệ sĩ mà chúng ta phải cần có sự khác biệt đúng không? Được rồi, bây giờ mình sẽ đi vòng quanh đây để kiếm xem có ai vô tranh không. Bây giờ mình mới để ý là cái nhạc của cái game này cũng khá là hay các bạn. Nó là cái tiếng piano rất là kiểu du dương ấy. Ok, sorry anh em. Vừa nãy mình đang cảm thụ âm nhạc thì tự nhiên cái dòng máu EDM lại chảy trong người mình, là mình hơi giật như thế chứ không phải là mình bị làm sao đâu. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu chơi game này luôn. Đầu tiên là mình sẽ phải vẽ tranh trước á. Mình phải vẽ tranh thì mới bán tranh được đúng không? Chứ không thì sẽ đi bán thân ngay đấy. Được rồi. Cái bức tranh đầu tiên ấy thì mình sẽ vẽ một cái vô cùng quen thuộc mà mình đã làm rất nhiều rồi. Đó chính là mình sẽ vẽ một bức tranh nghệ thuật về tên lửa đấy các bạn. Bây giờ đầu tiên là tên lửa thì mình sẽ vẽ cái giống như cái khung của nó đã đúng không? Chúng ta sẽ vẽ cái khung của tên lửa đã. Tên lửa thì mình sẽ vẽ cái thân tên lửa trước này. Đấy, chúng ta sẽ có một cái thân tên lửa như này. Và tiếp theo đó chính là cái đầu của tên lửa. Wow, chưa vẽ hết mà đã thấy giống rồi. Chất thật. Tiếp theo đó chính là bệ phóng của tên lửa anh em ạ. Rồi, bệ phóng của tên lửa. Anh em thấy tên lửa nào nó cũng có hai cái hòn. À không. hai cái như là cái bệ đẩy tên lửa ấy, hai cái bệ phóng tên lửa. Mình là chỉ vẽ y hệt lại thôi. Đấy. Úi giời, mắc giống luôn. Bây giờ là đến cái giai đoạn tô màu. Ok, mình sẽ cho cái cọ này nó to to lên tí nhá. Chúng ta sẽ tô màu cho cái tên lửa này màu đầu tiên là phần kính. Mình sẽ tô phần kính này cho nó màu đỏ đi. Cái này các bạn thấy to. Chúng ta sẽ tô màu đỏ vào cái đầu này. Không biết là mình có đổi được cái cọ không nhỉ? Chúng ta không đổi được cọ anh em ạ. Có vẻ là hơi khó vẽ. Đây mình sẽ cho bé xuống. Rồi, đây mình sẽ tô như này. Đấy. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ tô tất cái chỗ này vào màu đỏ. Mình muốn là cái con thuyền, cái phi thuyền của mình nó như kiểu là hàng khủng ấy. Thế là mình sẽ tô màu như vậy. Và bây giờ mình sẽ tạo hiệu ứng kính bằng cách là mình sẽ vẽ thêm cái bóng bóng ở đây. Đấy, cho tầm tầm này. Và bây giờ chúng ta sẽ cho một cái vào đây. Đó. Đấy, nó sẽ tạo ra hiệu ứng bóng đó, kính phải bóng rồi. À, tiếp theo thân thì thân thì mình sẽ tô màu gì cho nó nổi bật chút nhỉ? Màu xanh đi. Đấy, tên lửa xanh. Rồi, ok đấy, mình vừa đã phải giảm lại cái khung tí tại vì mình tô là bị trờm ra ngoài. Rồi, tô nốt nào. Và cái này cũng như vậy, mình cũng sẽ làm cho nó bóng bóng một tí, nhìn trông cho nó hấp dẫn anh em thấy chưa? Bóng nhẫy luôn. Rồi, và tiếp theo là cái phần tên lửa này. Tên lửa này thì do là nó bị chịu cái lực ma sát nhiều nên là nó sẽ có màu hơi đỏ đỏ một tí. Mình sẽ chọn màu này đi. Chúng ta sẽ tô màu này vào đây. Nó giống như kiểu là màu da cam hay gì đó. Nói chung là mình chỉ tô làm sao để cho nó tạo ra được một cái màu đẹp nhất thôi. Ok, đấy. Rồi, mình đã tô xong rồi. Bây giờ là chúng ta sẽ làm phần bước cuối cùng. Đó chính là vẽ cái tên lửa này. Mình có một cái thông tin mới này. Ok, từ từ là tí nữa thì mình sẽ đọc sau. Bây giờ mình sẽ cần vẽ cái đỏ đỏ ở đây. Đấy, cái đỏ đỏ này giống như là kiểu tên lửa này sau ấy. Rồi, úi dồi. Mắt đẹp luôn anh em ạ. Mình thề đây là cái tên lửa đẹp nhất của mình. Rồi, mình sẽ lưu nó lại. Đây, mình sẽ đặt ở đây đi. Đặt ở chỗ nào mà chúng nó dễ nhìn thấy nhất luôn. Đấy, mình sẽ đặt ở bên này đi. Wow, mình còn vẽ cả tranh gái cơ. Vẽ cả gái và thân. Tên này, mình sẽ đặt cho nó bút tên lãng mạn một chút các bạn, tại vì đây là Pháp mà. Đấy, đấy, có những cái thằng hâm dở như này thì mình sẽ đặt là tên lãng mạn, đó chính là tên lửa tình yêu đi. Đấy, tên nó phải cỡ đó. Rồi, tên lửa tình yêu. Chết rồi, cái này nó không nhận unique các bạn. Thôi, mình đã biết không giấu nhá. Ui dồi ôi. Ok, mình sẽ đặt là tên lửa tình yêu. Save luôn.
À, thằng già khọm kia nó thấy tên lửa tình yêu của mình mà nó không mua à? Nó muốn mua tranh của mình các bạn. Mua bao nhiêu đây? Đó, mình ích luôn, không bán tranh của mình nữa, không thể rẻ bạc như vậy ạ. Thằng này là nó già rồi mà nó không biết cảm thụ nghệ thuật các bạn. Gọi là cái tính nghệ thuật ở trong người thằng bằng không luôn. Thay chả có 64 thôi. Phắc du đùa tao à? Éo bán, mình sẽ không bán. Cái bức tranh này mình đã rất là tâm huyết đó, tại vì cái tên lửa là mình đã vẽ rất nhiều lần rồi, nên mình sẽ bán nó với giá 100 đô. À 100 bit đi. À 100 tiền đi cho nó hoành tráng. Không bán. Nó bị thần kinh này các bạn. Shit. Hết tất chết rồi, ấn nhầm. Không bán. Ấn nhầm mình các bạn. Đùa, tôi nhỏ phát đấy là mình định ấn X cơ. Thế nào mình lại ấn vào chữ đồng ý bán cho nó. Ngu vồn. Không sao, mình còn vẽ cái bức khác mà đúng không? Bức thứ hai ấy, mình sẽ vẽ đó chính là hay là mình vẽ luôn thằng chỏm chỏm đi nhỉ. Bức thứ hai ấy, thì mình sẽ vẽ thần tượng của mình. Đó chính là Maria Ozawa. Một thần tượng mà từ bé mình đã thần tượng rồi anh em ạ. Phải nói cô ấy là một diễn viên cực kỳ xuất sắc. Mình rất là thần tượng cái cách diễn xuất và thần thái của cô ấy. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành vẽ hả? Mình sẽ vẽ theo cái mẫu đấy, mình đã đặt cái mẫu ở bên cạnh rồi. Bây giờ chúng ta chỉ được vẽ theo thôi. Nói chung là trình độ vẽ của mình thì cũng không đẹp lắm, nhưng mà mình sẽ cố gắng vẽ lại, thể hiện lại cái thần thái ấy. Rồi ok, đầu tiên là chúng ta sẽ phải vẽ cái mặt trước. Rồi mình sẽ cho cái bút bé nhất có thể luôn. Rồi chúng ta sẽ vẽ cái mặt như này. Nhầm. Chúng ta sẽ vẽ lại, mình sẽ vẽ màu đen. Đấy, đẹp phết các bạn. Rồi chúng ta sẽ vẽ. Mình không phải là tự sướng đâu mà chỉ là mình hơi xúc động thôi khi mà vẽ cái thần tượng của mình. Rồi sau xong cái mặt này đúng không? Bây giờ là vẽ đến cái tóc này. Vẽ đến cái tóc là sẽ tóc như này đúng không? Đấy, mình sẽ chỉ vẽ cái khung của tóc thôi. Bên này nữa, tóc ở bên này đây các bạn. Rồi, đấy tóc bên này. Tiếp theo đến cái cổ đúng không? Cổ như này. Tóc hơi bồng bềnh một chút, mặc dù là nó bị che ở trên rồi nhưng mình sẽ tưởng tượng ra đấy. Ok, tóc hơi kiểu bồng bồng như này. Úi giời. Rồi ok. Và cả tóc bên này nữa, tóc bên này nó cũng kiểu ôm như này luôn. Đấy, tóc kiểu ôm như này. Ok. Mặt hơi to, nhưng không sao. Tí nữa sửa sao. Rồi, đến tiếp theo là đến cái tay này, cái tay kiểu là nắm ở đây đúng không? Chúng ta Mario Zawa kiểu đang e thẹn. Do hết giấy rồi nên là mình không vẽ được tiếp. Cúm ở bên này, mình không biết diễn tả cái tay ra như nào. Mà đại khái là nó đang như này. Tay sang bên này. Đấy. Rồi. Con lanh cánh đào và cái cổ đây nữa. Tiếp theo bây giờ mình sẽ vẽ cái mắt. Đấy, đầu tiên là vẽ lông mày. Nó sẽ có một cái lông mày như này. Dài dài ra. Rồi ok. Và cái bên này nữa. Đấy. Một cái lông mày bé bé ở bên này. Tiếp theo. Từ giờ mình sẽ vẽ nốt tóc đi. Tóc như này. Ok. Đến mũi này. Vẽ đến mũi. Vẽ in mũi. Rồi mình đang cố gắng cần vẽ đẹp nhất có thể luôn với trong cái trong hết cái khả năng của mình. Tiếp theo là vẽ in mồm nhá. Mình đã phải gọi là chụp lại ảnh điện thoại để vẽ theo. Đấy, cái môi rất là kiểu gợi cảm. Rồi cái môi xong. Tiếp theo đến cái môi cười ở dưới như này. Úi rồi, mình không vẽ răng nhá. Vẽ răng khó quá thì thôi bỏ răng đi. Coi như đang ngậm mồm cười trúng chím. Tiếp theo vẽ đến đôi mắt đi. Đôi mắt bồ câu con đậu con xỉ. Mình sẽ vẽ đôi mắt. Đấy, mắt bồ câu luôn. Đấy. Khá là giống ấy các em ạ. Rồi, bây giờ đến mắt lòng đen đúng không? Ra có một cái lòng đen xì ở bên trong như này. Rồi, một cái bên này. Quá đẹp. Quá phê luôn. Ok, mình sẽ cho một ít màu trắng vào đi. Mình sẽ cho một ít màu trắng vào đây giống như kiểu là con mắt long lanh. Ui dồi ôi, mắt phải gọi là mắt long lanh luôn ấy. Được rồi, đại khái là đã xong. Bây giờ thì mình sẽ đi tô màu. Mình sẽ cho một cái nền màu xanh đi. Giống như kiểu là cô ấy đang ở ngoài trời ấy. Kiểu thế. Đấy, xong, đấy, mình đã tô xong cái nền này. Mình đã phải kiểu rất là cẩn thận, tập trung hết năng lượng mới tô được. Không là nó lại sẽ lại bị chèn vào mấy cái viền tóc này. Rồi, ok. Bây giờ là mình sẽ đến phần gọi là trang điểm má hồng đúng không? Mình sẽ có một cái
mình sẽ cho má hồng của Maria Ozawa, của thần tượng mình ở đây. Ủa, trông như con thần kinh ấy. Không sao, tại vì mình không chỉnh được màu ấy các bạn, nên là chúng ta sẽ tạm thời là để như thế này, cho bé bé xuống và bên này cũng sẽ có má hồng luôn ạ. Đó, mình sẽ cho bé như thế này và một má hồng ở bên này. Tiếp theo là môi đỏ. Lúc tô môi là cũng phải cẩn thận, không là nó sẽ bị trờm nét ra ngoài. Ok, môi đỏ chói luôn đấy. Môi này mà hôn thì phải đỏ. Cho thêm tí sáng, trắng trắng ở đây để cho tăng cái độ bóng. Đấy, trông môi gợi cảm hồn. Tiếp theo là mình sẽ để mặt trắng đi. Bây giờ tô tóc. Nó sẽ đến phần tô tóc đi các bạn. Tóc thì mình sẽ làm kiểu highlight như này. Vuốt vuốt tí cho nó trắng trắng ở đây. Tiếp theo là mình sẽ cho ít xám xám đây, giống như kiểu là tạo cái nếp tóc ấy. Rồi xong. Và trước khi mình tô tóc thì mình đã quyết định là mình sẽ sửa lại cái ngón tay của Mario Zawa để trông cho nó chất hơn đấy các bạn. Đậm chất Paris. Fuck you. Ok, bây giờ mình sẽ ký tên. Mình sẽ ký tên của Maria Ozawa ra đây. Maria. Chắc mình sẽ chỉ viết chữ Maria thôi. Maria. Chữ nghệ sĩ mà, thì nó lại hơi xấu. Ok, bây giờ thì bán thôi. Chỗ này có vẻ là mình nghĩ chỗ này là được, sẽ được giá cao đấy. Thì mình sẽ đặt ở đây. Đó, nhìn sang cho bức tranh mình khá đẹp. Mình sẽ đặt tên chỗ này là Maria. Maria. Chưa đặt tên. Mình chưa đặt tên. Mình chưa là mình hết tiền thuê cái chỗ này để bán đi các bạn. Cút đạn thân tôi. Được rồi, bây giờ thì mình sẽ vẽ lại các bức tranh khác. Vừa đây, cái bức Mario ra qua trước khi bán thì mình đã bị cuốn chiếu về quê rồi. Tại vì hết tiền này các bạn. Mình không để ý là chúng ta sẽ phải bị mất tiền thuê cái chỗ này. Và mình đã hơi mất thời gian để vẽ cái bức đấy cho nó đẹp. Nhưng mà bây giờ không sao, mình đã biết rồi. Mình đã biết là chúng nó sẽ thu tiền của mình, nên là mình sẽ vẽ thật nhanh. Anh em biết các bức tranh là bán giá 1.000 tỷ trên thế giới không? Đấy, mình sẽ cover lại bức tranh này và mình sẽ bán với cái giá đúng như vậy, để xem chúng nó có biết gọi là thưởng thức nghệ thuật hay không. Bây giờ mình sẽ cover lại một cái bức tranh. Mình không nhớ được bao nhiêu, nhưng hình như bức này cũng phải được khoảng là 70 mấy triệu hay là hơn 100 triệu đô gì đó. Và nếu như quy ra tiền Việt thì nó sẽ rơi vào khoảng độ là vài nghìn tỷ này. Đấy, một bức tranh y hệt như này. Mình sẽ vẽ lại và sau đó bán luôn. Ok, được rồi, bây giờ là xếp thôi. Mình sẽ bán ở đây. Đây gọi là bức tranh chiều chiều con mẹ là tượng em ạ. Name là gì nhỉ? Mình đặt tên là gì đấy? Mình đặt tên là xoắn đi, xoắn quẩy đi. Đấy, đặt tên là xoắn quẩy. Rồi, cái tên cũng khá là giống như kiểu là lãng mạn anh em ạ. Xoắn quấn quýt với nhau ấy, đấy, hai người ôm nhau ấy. Kiểu thế. Rồi để xem thằng nó sẽ mua với giá bao nhiêu đây? 11 thôi à? Next em. Rồi bây giờ mình sẽ vẽ bức khác. Bức này cũng thuộc loại kinh điển luôn đấy. Mình sẽ tô xanh hết cho này luôn. Ok. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái màu này. Mình sẽ quệt một đường ngang ở trên này. Đấy, tạo ra kiểu chân trời. Đây là con gái kia em ạ. Từ đấy đến giờ mình tưởng là con trai. À đúng rồi, nhìn hàng rộng kia là con gái là phải rồi. Rồi ok. Bán luôn đi. Thôi. Mình sẽ bán luôn bức tranh này với giá 20 phút đô. Hút đạn. Rồi, đây là một bức đường kẻ giữa. Và mình sẽ ký tên của mình lên trên đấy. À không, mình sẽ bán luôn đi. Đây là bức tranh trừu tượng mà. Tên là gì nhỉ? Tên là khoảng lặng. Mình sẽ đặt là khoảng lặng. Mình đặt bừa thôi. Thực ra mình không biết mình vẽ cái nồi gì hết, nhưng mà không sao. Vừa đấy là bức tranh tên lửa của mình bán được giá khá là cao đúng không? Bây giờ mình sẽ vẽ một bức tranh có hai cái tên lửa. Đầu tiên là mình sẽ phải vẽ hai cái tên lửa trước. Nó không muốn mua tranh của mình. Khốn nạn. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ hai cái tên lửa đang bay ngang. Bọn này bức tranh nghệ thuật như thế mà chúng nó không biết được mà mua. Hai cái tên lửa, ok. Cái đòn bẩy bên này. Mình còn đi đây, 100. Hình như là chúng ta sẽ phải trả tiền nhà tiếp. Được rồi, đã xong. Bây giờ là đến chuyên mục tô màu. Đầu tiên là lửa đúng không? Chúng ta phải luôn luôn có lửa. Đây, mình sẽ cho vẽ một ít cái lửa đằng sau này. Ok. Đúng rồi, tên lửa của mình luôn luôn có màu đỏ. Mình sẽ vẽ cặp đôi song sinh. Oh yeah. Cuối cùng thì cái con đầu bòi này nó cũng đã chịu mua tranh của mình 29 đô ạ. Bán luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục hoàn thiện nốt các bức tranh này.
Được rồi, xong đấy. Anh em đây cũng thuộc là cái thể loại mà tranh trừu tượng. Nếu như mà anh em nhìn kỹ thì nó sẽ ra hai hình hai cái tên lửa. Còn nhìn không kỹ thì nó sẽ ra hình hai thỏi son hoặc là hai cái đùi gà. Đấy, anh em thấy không? Y hệt cái đùi gà KFC luôn. Ok. Rồi, đặt bức tranh ở đây. Mình rất thích đặt ở đây tại vì nó giống kiểu rất là hên. Rồi đặt tên là gì đây? Tên vừa nãy là tên lửa tình yêu rồi đúng không? À, thế nên bây giờ thôi mình sẽ đặt tên là tên lửa luôn đi cho nhanh. Đỡ phải nghĩ. Rồi. Ok, xong. Giờ là một bức tranh nữa mình đã ấp ủ rất lâu, chính là nàng Moliza Firefox. À không. À, nàng Mona Lisa anh em ạ. Không, bức tranh này mình sẽ không bán với giá 53 đâu. Mình sẽ bán với giá cao hơn. Chúng ta sẽ vẽ bức tranh nàng Mona Lisa. Ok. Được rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ vẽ nhanh. Cái bức tranh này thì mình sẽ vẽ lại theo trí nhớ của mình thôi. Nàng Mona Lisa tóc như nào nhỉ? Chắc là mình quên mất tóc của nàng Mona Lisa rồi. Thôi được rồi, mình sẽ vẽ bừa đi. Mình không nhớ tóc của nàng Mona Lisa như nào hết. Vẽ bừa đi. 54 à? Thôi ok, mình bán này có vẻ là ông này khá là thích nên là mình sẽ bán. Mình bán ra vì người ta thì thích tranh của mình thôi. Ok, và tiếp theo là cái đùi ở đây không? Không biết là Mona Lisa thì ngồi như nào nhỉ? Do là mình không nhớ nên mình chỉ đang vẽ bừa thôi nhé anh em. Đấy, đây là các cái nếp gấp của quần áo. Trông gần giống mấy con ma nữ ở trong phim ấy, nhưng mà không sao. Vãi cả nàng Mona Lisa. Nàng Mona Lisa muốn gặp lại may mắn cho mình thì phải cần tươi cười một tí. Đấy, cái mồm cười và đây là cái mũi. Rồi, ngon lành cành đào, bây giờ là tôm màu thôi. Mình nhớ là nàng Mona Lisa mặc cái áo khá là tối màu. Quá, mình bị lấp hết cả cái vết của nó rồi. Không sao, mình sẽ tô một toàn bộ luôn và sau đó mình sẽ giảm lại sau. Được rồi, tiếp theo là bên này là mình nhớ là trong cái bức tranh hình như là có một cái ngôi như kiểu là ông chắc như thế này đúng không? Và đằng sau đó chính là mấy cái cánh rừng khốn nạn, kiểu núi non hùng vĩ gì đó. Núi đôi luôn anh em ạ. Mona Lisa mà, là phải núi đôi. Và đây là kiểu dòng suối chảy hiền hòa gì đó. Được rồi, dòng suối hiền hòa và tiếp theo là tóc đen. Cho quả tóc đen vào. Chắc là từ nãy đến giờ mình vẫn đang tiếc cái bức tranh Maria Ozawa. Mình đã vẽ bức đấy rất là tâm huyết nhưng mà cuối cùng là mình đã bị phá sản, bị tập sập tiệm anh em ạ. Bị sập tiệm trước khi mà siêu phẩm được chào bán. Ok, rồi Mona Lisa mình sẽ cho đi tất đỏ đi. Rồi mình lười vẽ lại quá. Ok, rồi đặt tên thôi. Đặt tên ở đây đó chính là Mona Lisa phiên bản Hàn Quốc. Mona Lisa hay là Lisa nhỉ? Thôi mình sẽ đặt là gạch như này đi. Lisa ra. Mona Lisa này các bạn. Ok. Mình sẽ vẽ lại chân dung của chính mình. Rồi nhìn đi, tranh đẹp và lêu ra. Mona em ơi. Con này tên là gì đây? What the fuck? Mình không đọc được cái tên của nó. Lại là con đầu bò các bạn. Mà lần này nó đã nhuộm tóc xanh rồi. Được rồi, mình sẽ vẽ một bức tranh chân dung tùy ý, giống theo cái phong cách của Picasso. Mắt kiểu rất to ở giữa và có một cái lòi ra bên cạnh. Mua em ơi. Con này không chịu mua tranh của mình. Nó khốn nạn. Đấy, mắt như này. Đây là phong cách của Picasso mà. Mình không nhớ là Picasso vẽ như nào nhưng mà mình sẽ vẽ như này. Và chúng ta có một cái mồm ở đây. Liệu ông già này. Ô, ông già đã mua tranh của mình. 134 đô anh em ạ. Đấy, bán luôn. Mình là người dễ tính mà, cứ trả giá hơi cao tí thì mình bán thôi, không cần phải trả cao. Rồi đấy, tiếp theo là một bức gọi là tranh lập thể theo phong cách của Picasso. Đầu tiên là cái áo vú đi, mình sẽ phải tô cái áo vú này màu đỏ. Không hiểu tại sao mình lại cứ bắt buộc phải tô cái này màu đỏ. Thế là mình đã bị ám ảnh về màu đỏ. Được rồi, cái thằng bán bánh mì này từ nãy giờ nó cứ lượn qua đây, không biết là thầy là bán bánh mì gì đây, bánh mì Sài Gòn hay là bánh mì Hà Nội. Bánh mì Sài Gòn 1000 một ổ. Đó là từ cái thời rất là lâu rồi. Rồi môi đỏ như son. Rồi môi đỏ. Do mình quá lười thì mình sẽ tô môi như này. Và tiếp theo là mắt. Đó, sẽ cho mắt to lên một tí, mắt đen luôn. Rồi mắt đen đấy. Nó chấm. Mình sẽ chấm ở bên trong. Tạo ra cái độ lung linh huyền ảo. Kiểu mắt cute. Rồi. Và bây giờ mình sẽ tô màu lên. Do là vì theo phong cách tranh của Picasso nên là các cái màu sắc nó rất là mạnh mẽ luôn anh em ạ.
Ok, và một màu xanh ở đây. Mình sẽ cho cái này bé lại. Đó. Và chúng ta sẽ nhấn thêm một ít màu đỏ. Mình sẽ cho bé nữa. Nhấn một ít màu đỏ ở đây. Được rồi. Bây giờ thì mình sẽ bán thôi. Đây là theo phong cách của Picasso. À, mình nên đặt tên tranh này là gì nhỉ? À, cô gái hơ mông đi. Mặc dù không thấy mông đâu mà chỉ thấy vếu nhưng mà... À đâu, cô gái hơ vếu. Đúng rồi. Cô gái hơ vếu. Không phải là cô gái hở đấy nhá, mà là cô gái hơ... Hơ mông ý, dân tộc hơ mông. Thì mình vẽ một cô gái dân tộc hơ vếu. 57 thôi à? Đấy. Bà bánh bì giàu có vờ lêu ra mà trả cho mình có 57 thôi anh em ạ. Rồi, có một em tên là Mark J đang xem bức tranh của mình. Mình sẽ bán nốt bức tranh này. Rồi, nó không chịu mua à? Tắc du của bọn không biết thưởng thức nghệ thuật này. Mình sẽ theo chỉnh trích con tóc chôm chôm này. Mày đứng lại tao. Đứng lại. Mình sẽ chỉnh trích nó vì cái tội đó. Không biết thưởng thức nghệ thuật. Ơ, thằng này còn đi qua luôn ạ. Nó làm ngơ với bức tranh của mình. Thầy, đáng, tội đáng muôn trình. Mày chết đi. Tội đáng muôn trình, đứng lại. Rồi, con hím. Ai đù. Mày, tội đáng muôn trình, đứng lại. Bái thật, chúng ta không chịu mua tranh của mình kìa. Đây rồi, lại là ông già rồi anh em ạ, lại là ông già. Liệu ông già lần này có tiếp tục mua tranh của mình? Ồ, ông ấy quay lại rồi. Rồi, ông ấy lại bỏ. Ông ấy lại bỏ qua tranh của mình, ông ấy sẽ đứng ở đây, chả vờ không quan tâm, đó. Mình đứng ở ngoài như kiểu là cà phê bản thân ấy, nên là chúng nó thấy bức tranh của mình không giá trị lắm, nên chúng nó không mua. Đấy, biết ngay mà. Chỉ có những người am hiểu về nghệ thuật như là cái ông gì đây? Stever, ông Stever này mới có thể là cảm nhận bức tranh của mình thôi, bán luôn. Rồi. Mình thề với anh em là ông già này đã mua toàn bộ tranh của mình. Ok, và video này mình sẽ kết thúc ở đây rồi. Và nếu như anh thích cái game này, đừng quên để lại một like để mình làm tiếp phần 2 của nó nhá. Còn bây giờ thì bye bye, và đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình. Hold up.